Thưa quý vị và các bạn, trong không khí tưng bừng phấn khởi của toàn đảng, toàn dân cả nước nói chung và nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Trung nói riêng đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ trọng đại của đất nước. Sáng ngày 3 tháng riêng Xuân Canh Tý năm 2020, Đảng Bộ Nhân dân các dân tộc xã Ngọc Trung đã long trọng tổ chức lễ dân hương khu di tích lịch sử đền cao xã Ngọc Trung gắn với lễ hội truyền thống của làng Minh Lâm về dự tại lễ dân hương có đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc. Lễ dân hương nhằm tôn vinh và ghi nhớ công ơn to lớn của Ngài Thánh Cả Đại Vương Tôn Thần. Theo truyền thuyết kể lại, vào năm 1924, giữa thế kỷ 19, thần được vua Khải Định phân cấp cho lên một bậc và ban thêm mỹ tự, Dực bào trung hưng linh phủ tôn thần. Sau khi hóa thân tại đây, thần rất linh thiêng, luôn che chở phù hộ cho nhân dân và phù hộ cho nhà vua khi nhà vua đánh thắng giặc phương Bắc xâm lược nước ta. Thấy thần giúp con nhà vua đánh giặc thắng trận, vua bèn ban sắc phong và cho nhân dân lập đền thờ, tên gọi là Đền Cao, tròn vực lồi, nay thuộc Minh Lâm xã Ngọc Trung. Từ đó đến nay, cứ vào ngày mùng 3 Tết âm lịch hàng năm, nhân dân tổ chức lễ dân hương và gắn với lễ hội làng. Lịch sử hàng trăm năm về vị thần Thánh Cả Đại Vương Tôn Thần được lưu truyền thờ phụng tại khu di tích lịch sử đền cao của xã Ngọc Trung, có vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân từ xa xưa đến nay. Tổ chức lễ dân hương là thể hiện lòng thành kính, tôn thờ và biết ơn đến các vị thần đã có nhiều công lao đối với nhân dân và đất nước. Lễ hội truyền thống hàng năm được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo nhân dân đến tham gia. Từ đó thể hiện tình đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, vui tươi phấn khởi để tiếp tục đón một năm mới với khí thế mới hăng say lao động sản xuất